và các bạn thân mến, Tây Nguyên đang bắt đầu bước vào những tháng mùa mưa. Thời điểm này thì bà con nhân dân ở các cái thôn làng đang tỏa đến các cái cánh rừng tre nứa lồ ô để hái măng rừng. Trong mường tượng của nhiều người thì đây có lẽ là một công việc sẽ rất là thú vị. Nhưng mà đối với những người mà mưu sinh bằng công việc hái măng rừng thì đây là công việc rất là vất vả. Và để chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày hôm nay thì chúng ta có những đồ dùng không thể thiếu. Đó là một đôi giày. Đôi giày này thì sẽ rất là thuận lợi để cho chúng ta có thể di chuyển trên các cái cánh rừng cũng như luồn lách qua những cái bụi tre nứa. Một chiếc gùi này thì để dùng để đựng măng, và một cái liềm cũng như là một cái đôi bao tay để cho cái công việc hái măng của chúng ta thuận lợi hơn. Và Trung Lan đang có mặt tại xã Đắc Bờ Si của huyện Đắc Hà, và ngày hôm nay thì để chuẩn bị cho chuyến trải nghiệm của chúng ta diễn ra thành công hơn thì Trung Lan đã có hẹn với hai nhân vật là hai bạn đang sinh sống ở xã Đắc Bờ Si này để cùng trải nghiệm với chúng ta ngày hôm nay nha. Thưa quý vị và các bạn, đây là bạn A Điểm, là một người dân tộc Xê Đăng ở xã Đắc Bờ Si, huyện Đắc Hà. Và bạn đây là bạn Lê Thị Giang, cũng là một người con của xã Đắc Bờ Si. Và ngày hôm nay thì hai bạn này sẽ là những nhân vật trải nghiệm của chúng ta ngày hôm nay trong cái chuyến hái măng rừng này. Thế bây giờ mình bắt đầu chuyến trải nghiệm của mình nha. Anh sẽ đi một mình và em và bạn Giang sẽ theo chân anh để lên cái cánh rừng kia, đúng không? Rồi, ok. Đúng rồi. Cái cánh rừng này là cánh rừng tre nứa lộ ô vậy anh? Đây là cánh rừng nứa. Dạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi bẻ măng. Rồi nhưng mà trước khi đi bẻ thì chúng ta sẽ lưu ý khi vào rừng thì sẽ có những con vắt này, hoặc là rắn, hoặc là tổ ong. Đó, cũng, hoặc là muỗi nữa, khá là nhiều. Thế nên ra là chúng ta phải tự trang bị bản thân mình. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hành trình của mình thôi. À, đây là địa phận của thôn nào vậy bạn Giang ha? Thuộc thôn Đắc Rơ Vang. Đắc Rơ Vang của xã Đắc Bờ Si à? Bờ Si. Đây măng này. Có măng rồi anh? Có măng rồi. Nhưng mà măng này thì nó hơi cao. Nó cao như vậy á, khi mình lột thì nó rất là khó. Măng nào ạ? Đây này. Măng cao cao này mình lột, nếu mà mình lột không cẩn thận thì nó sẽ bẻ, nó bị gãy ấy. Còn cái loại đây này thì mình lột thì nó rất là dễ. Ôi, một cái cây măng già như vậy mà chỉ có lấy được một bụng nhỏ xíu thế này thôi hả anh? Đúng rồi. Một đây một ký bao nhiêu anh? Măng một ký tươi bao nhiêu? Măng này một ký tươi, măng nứa là một ký tươi là 5.000. 5.000. Chỗ này là chắc được. Chưa được một lạng. Thế nãy giờ mình được chưa được 500 đồng. Thôi mình cố gắng. Bạn nha, cái địa điểm này thì đã là cái nơi lấy măng xa nhất của bà con mình chưa? Chưa đâu bạn. Cái đây là đang còn gần, chứ còn xa là mình còn phải đi vô sâu trong rừng nữa thôi. Nãy giờ mình chạy từ ngoài cái đường lớn vào đây là thấy mất tầm khoảng 15 phút ấy. Thế thì nếu mà đi đến những cái cánh rừng kia thì phải mất bao lâu? Tùy vào cánh rừng mình đi nữa bạn, cánh rừng gần, cánh rừng xa. Thì thời gian thì cứ khoảng từ 1 tiếng đến 2 tiếng. Vào cái mùa này thì bà con có đi hái măng nhiều không anh? Có, nếu mà họ không có việc làm thì họ thường thường là họ đi hái măng. Nhưng mà chủ yếu là họ hái măng le nhiều hơn. Tại vì măng nứa thì khi nào người ta cần thì người ta mới gọi đi bẻ thôi. Cái mùa măng của Tây Nguyên của mình là sẽ thường là bắt đầu từ tháng mấy và kết thúc vào cái tháng mấy? Cái đó thì nó
tùy vào thời tiết chị. Nếu mà mưa sớm thì nó cũng thể, nó cũng tầm cỡ tháng giữa tháng 7 là bắt đầu có măng rồi. Còn nếu mà mưa muộn ấy thì phải tháng 8 cơ mới măng mới mọc, đầu tháng 8. Lượng măng nó còn tùy thuộc vào mưa nữa, thời gian mưa. Mưa nhiều thì măng nhiều. Anh ấy, cái con này là cái con vắt hả anh? Đúng rồi. Con vắt này nó sao mà kinh dị nhỉ? Con này nó vậy đấy, nó nhỏ vậy thôi nhưng mà khi mà nó đã hút máu mình nó là to lắm. Ở to rừng, phải. Ở rừng hay có con này không anh? Có, mùa này nhiều lắm. Mưa. Nó có bắn được không? Tức là nó có búng lên được không? Không không. Nó chỉ bò như vậy thôi. Nó bò như vậy thôi à? Nhưng mà nó dính lắm. Đây là những điều bình thường khi bà con đi kiếm măng gặp thôi. Hồi nhỏ đó. Cứ tại vì mà mùa măng là mùa hè là được nghỉ, là cứ ngày nào cũng đi theo bố mẹ đi bẻ măng, hoặc là không đi theo bố mẹ thì có thể là rủ mấy bạn trong làng cùng lứa với mình là đi bẻ rồi bán măng đó, lấy cái tiền đó để đưa cho mẹ cầm rồi gom lại, rồi bắt đầu khi mà chuẩn bị nhập học á, lấy cái tiền đó có thể mua cặp cho mình này, rồi sắm cặp rồi quần áo để mà đi học. Đó là em thấy là kỷ niệm mà em thấy đáng nhớ nhất. Lúc đấy thì anh mấy tuổi nhỉ? Chắc em mới học lớp 1, lớp 2. Ui, mới học lớp 1, lớp 2 mà anh đã biết đi hái măng để tiết kiệm tiền để mua sách vở vào cặp rồi ạ? Đúng rồi. Theo anh, cái công việc hái măng có vất vả không ạ? Có chứ. Nếu mà mình gặp được cái đám rừng nào mà họ chưa có đi ấy thì cũng không vất vả mấy, nhưng mà nếu mà mình đi mà họ đã hái hoặc là họ hái hoặc là nhiều người hái thì rất là vất vả. Thậm chí là đi cả ngày cũng không được một bao, nửa bao đâu. Đi có thể là đi một ngày chỉ có tầm khoảng, nếu mà bán ra thì 50.000 thôi. Mùa mưa ở Tây Nguyên thì các cánh rừng sẽ rất là ẩm thấp. Vậy thì mình làm sao mình ăn cơm, mình ăn cơm trưa rồi uống nước nôi như thế nào ạ? Cái này thì nếu mà đói cơm sẵn sàng ở đằng sau á. Đó thì vừa đi vừa ăn thôi. Đói đâu ăn đó, ủa khát đâu thì uống ở đó thôi. Đó ăn đi kèm thì là cái gì? Thường ở đây chỉ có mắm thôi. Cơm. Hoặc là rau, có rau thì họ nấu rau thế thôi. Thường nếu mà họ đi rừng họ sẽ mang cá khô dễ mang hơn. Đây có cái cây măng này. Đây có này, bẻ vậy thôi. Măng này có vẻ hơi bị không. Nhỏ con nhỉ, gầy gòm anh nhỉ? Thường nếu mà bán, hái để mà bán, hái mấy cái măng như vậy thì nó sẽ nặng ký hơn. À. Nó dày hơn và nó đặc hơn. Đó. Như thế ạ? Đúng rồi. Măng như thế này này, khi mà người ta dùng tay người ta bẻ thì nó sẽ bẻ ở trên đây, nó bị gãy ở trên đây. Ra sẽ không lấy được, người ta sẽ đá như vậy. Đó. À, đá như vậy để lấy được cái phần sâu hơn ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Còn nếu mà dùng tay bẻ, nó sẽ chỉ bẻ ở đây thôi, nên bị gãy ở đây. Thành ra là nó sẽ không có măng. Nó không. Ở đây có một cái Loan thử giống như điểm nói đây này. Ok, bây giờ để em thử công phu của em nha. Đấy, cái này đạp từ dưới. Không, mình đá, chỉ phải đá ở dưới đây cơ. Đá ở dưới này rồi, ok. Đá vào cái gốc của nó. Ôi rồi, đá hụt rồi. Được rồi, thế là đẹp rồi. Này là do người chứ không phải do công điểm. Anh, cái này là một phát vào đây đúng không anh? À, đây. Coi cái đây non ấy. Đúng rồi. À, tức là mình chặt ngay cái đoạn non luôn. Đúng rồi. Cái đoạn này màu nó càng sáng thì có nghĩa là nó càng non phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Em chặt lên đây là nó già đúng không? Đúng rồi. Đó. Chị... Bắt được luôn đấy. Chưa được. Vẫn sai đây. Chị phải cầm như vậy nè, cầm chắc vào. Cầm chắc vào. Hoặc là cái chỗ này nếu mà chị cảm thấy nó còn già quá thì chị phải lột bỏ cái này nè. Đó, thấy nó non như vậy là chị chặt này, từ từ thôi. Chặt xiên như vậy ạ? À? Đúng rồi, không. Đừng có để nó đứt. Đấy, bẻ như vậy nè. Chị lột như vậy nè. Đó. Và có măng rồi. Măng ngon. Đó. Vâng.
Nhìn có trong vùi của mình. Nhìn thì đơn giản thế này thôi nhưng mà bà con mình mất rất chi là nhiều công sức. Đúng rồi. Chỗ nào mà măng nhiều ấy là em cứ bể em gom như vậy này. Em gom ngồi một chỗ em lột. Còn không thể nào mà cứ gặp cái măng nào mà mình lột vỏ cái măng đó là mình không kịp mấy chị. Nếu mà mình đi cùng nhiều người thì nếu mà mình cứ đứng mình lột không ấy, thì nó sẽ không theo kịp. À, theo kịp mọi người. Bây giờ mình đã kiếm đủ măng rồi. Với lại trời cũng đã trưa rồi thì mình sẽ về để mà chế biến và ăn cơm trưa thôi. Vâng, đi thôi. Măng này là đã chín rồi anh? Đúng rồi. Nãy giờ mình luộc bao nhiêu phút rồi ha? Chắc phải 30 phút rồi đấy. 30 phút à? Măng non dễ luộc hơn với lại nó... Wow! Nhìn ngon quá! À, anh Điểm ơi, đối với măng rừng của mình thì bà con Xê Đăng của mình thường chế biến ra những cái món ăn nào ạ? Đối với măng rừng thì bà con có thể chế biến rất là nhiều món. Cơ bản nhất thì có thể là chúng ta luộc, rồi có thể xào, có thể nhồi thịt nè. Rồi ngoài cái đó ra thì có thể nướng nữa. Nướng khi người ta bẻ vào rồi người ta không có luộc, không có lột, người ta nướng như vậy luôn. Nướng xong người ta khi mà nó chín rồi thì người ta mới lột. Lột xong là bắt đầu người ta kẻ từng miếng ra, rồi người ta lại xào hoặc là chấm mắm luôn ăn cũng được. Nó có bị chát không ạ? Không, nó lại ngọt hơn khi mình luộc. Ngoài cái đó ra thì nó còn mình có thể ngâm chua hoặc là xẻ từng miếng ra để họ phơi khô để mà làm gọi là cái măng khô để mà họ ăn những cái mùa họ có măng á. Ngoài cái việc mà ăn để măng để ăn bình thường, ví dụ như trong làng mà có cái dịp lễ cưới hoặc là có cái dịp là gì đó để mà họ tổ chức ấy, thì họ cũng thường để măng để mà ăn. Măng là chín rồi này, chúng ta vớt ra rồi chúng ta ăn. Dạ, ok anh. Nhìn rất là ngon anh ha. Sợi măng rất là non, rất là trắng luôn. Sau một buổi sáng cùng anh Điểm và chị Giang rất là vất vả lên các cái cánh rừng để mà hái được măng nứa thì ngày hôm nay là đây là thành phẩm của chúng ta. Một rổ măng nứa rất là non và rất là ngon. Vâng, vậy thì bây giờ em sẽ cùng các anh chị thưởng thức thử xem là cơm với măng và là muối của bà con của mình ăn sẽ như thế nào. Em mời anh chị. Rồi, mời chị. Quá ngon luôn. Một nồi cơm nấu bằng bếp củi cộng với một rổ măng luộc và chén muối giã của bà con Xê Đăng đã cho ra được một cái bữa cơm rất là ngon rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua một buổi sáng cùng với anh A Điểm và chị Lê Thị Giang là những người con của xã Đắc Bờ Si lên những cái cánh rừng măng le, măng nứa, măng lộ bạt ngàn của xã Đắc Bờ Si để hái măng rừng thì thành quả là chúng ta đã có một cái bữa cơm rất là ngon. Mặc dù rất là đơn giản thôi nhưng nó là những cái bữa cơm bằng cái sức lao động cũng như là một món quà từ rừng của rừng núi Đắc Bờ Si dành tặng cho bà con ở đây, và bà con ở đây vẫn đang từng ngày trân trọng và giữ gìn những cánh rừng ở đây để những món quà của rừng cứ mùa mưa này đến mùa mưa khác vẫn tiếp tục mang đến cho bà con của mình. Và đến đây thì trải nghiệm cùng KRT kỳ này cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.